chia sẻ với anh em. Hôm nay anh Tình tổng phân phối nhôm Luxury sẽ hướng dẫn anh em cái quy trình để chúng ta có một giải pháp về vân 3D. Ở đây thì chúng ta có thể là vân gỗ hoặc là vân đá bằng cái hệ ép nhiệt như thế này. Có hai cách để mà ra cái vân như này. Cách thứ nhất là chúng ta dùng công nghệ in UV hoặc là in chuyển nhiệt lên cái tấm kính thì chúng ta sẽ ra được cái vân như vậy. Cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng một cái công nghệ, đó chính là công nghệ dán đề can, nhưng mà nó không phải đề can thông thường anh em nhé. Cái đề can này thì nó là đề can chuyên dụng với độ bền rất là cao và được sản xuất chuyên cho ngành kính. Thì ở đây chúng ta có một cái máy lăn này, cái máy lăn này ở đây nó có thanh rulo này là rulo nhiệt. Thì khi mà cái đề can này được cuốn vào đây và được tiếp xúc với cả cái rulo nhiệt đấy thì nó sẽ làm lở cái lớp keo ra. Và lở lớp keo ra và cái phần kính nó sẽ lăn qua đến đâu thì cái phần đề can nó sẽ dính vào cái bề mặt kính đến đấy. Và anh em lưu ý là cái kính này chúng ta phải làm sạch bề mặt rất là tốt nhé, để nó đảm bảo độ bám cao cho chúng ta. Xin chào toàn thể anh em. Cảm ơn anh Tình đã chia sẻ cái công nghệ mới dành cho anh em. Đây là công nghệ dán đề can chuyên dụng trên kính tạo vân gỗ hoặc là vân đá rất là nhanh và tiện. Lướt qua mắt xong luôn nhỉ. Thế tất cả các màu anh em có thể can xe hết rồi, đủ hết rồi. Đây là đủ rồi. Nói chung là được hiện nay có khoảng 14 màu, mới về được 11 màu. Để sắp tới sẽ bổ sung thêm khoảng tầm 9 màu nữa. Anh em khoảng 20 màu để lựa chọn. Vâng. Cái này phục vụ những em nội thất thì có tuyệt vời. Hay quá nhỉ. Nó qua nhiệt phát nó dính khác hẳn luôn đó. Bám chắc lắm. Cái đề can này thì tính ra bao nhiêu một mét này nhỉ? Này khoảng nếu mà vân gỗ thì khoảng 70.000. 70.000. Rẻ. Như thế. Sẵn rồi nhỉ. Okay. Anh em lưu ý là dùng cái nhiệt độ khoảng 60 độ nhé. Vâng, 60 độ. Đây có đồng hồ báo nhiệt 60 độ. Rồi. Thì có thể anh em tăng nhiệt độ lên hoặc giảm xuống. Thì cái này thì nó sẽ có chế độ chạy tự động hoặc là chạy cốc. Cốc đạp thì đều ok hết. Điện 220 em? Điện 220. Một pha. Anh em không phải dùng 3 pha. Không cần kéo. Motor nó máy nhỏ xíu à nhé, không cần. Máy nó gọn gàng anh em. Okay. Rất là gọn gàng. Thì anh em có thể cắn màu vân gỗ này, màu trắng này, màu vân đá rất là nhiều cái màu để anh em lựa chọn. Hay quá, đa dạng màu sắc. Hiện tại thì nhà tổng phân phối đã triển khai được tới 19-20 màu rồi anh em nhé. Thì anh em có hai lựa chọn chính, một là lựa chọn màu đơn, có thể là trắng, đen, cam, kem, vàng, xanh, đỏ đó. Còn đâu vân thì chúng ta có vân gỗ, vân đá và các loại vân rất là nhiều thứ. Và quy trình thì nó giống nhau. Và tất cả các cái màu trắng hay là vân gỗ này có khác nhau về giá không anh? Đó, vân gỗ thì nó cao hơn khoảng 200.000 trên một cuộn. Thế nên một cuộn của nó là 1m2 và dài là 40m. Thì các cái màu thường này khoảng quanh mức ở tầm 3 triệu. Rồi. Nếu vân gỗ thì nó sẽ cao hơn 200.000. Thế cũng đáng bao nhiêu? Bởi vì chia ra mét vuông thì gần như là đã trả 50m, 48m2. Vâng. Thì nó cũng rất là chênh nhau không nhiều. Không đáng kể. Thì tính ra khoảng chi phí khoảng 100.000 cho 1m2.